Đây ta kêu cua đá mà. Thả nó đi, thả nó. Thả. Cá này gọi là cá mặt lọ hả? Ôi. À, bây giờ Mười Hồ với lại anh Trí với lại ông Sáu sẽ đi thăm bẫy gặp. Ở chung đó đâu có lá cây đâu ông Sáu. À. Ăn cơm xong no không Sáu? No. Mới vừa ăn xong là đâu là đi rồi. Tới quận đi rồi. Cho con cảm thấy mắc ói. Chứ còn không thấy no vậy đó. Nói chung là rất là khó chịu luôn cô bác của anh chị. Ông Sáu quen, ông Sáu có khó chịu không? Không, bình thường nha. Đây sống ở biển này nó quen rồi. Đỡ ra làm hay sống gió rồi kia cũng làm được. Ăn uống cũng bình thường. Bây giờ ông đi chuẩn bị đi thăm thì ông Sáu sẽ hái những cái lá gừng để mà để vô đây để cho con cua nó không bị kẹt. Đây là một trong những cái con bằng nè 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 ký của hai người cá quá trời cá luôn à cô bác bên vị thấy không cá nhiều lắm hết rồi gì đó hết rồi không sao à cái lặp ra hết rồi vậy đau đau chân không sao ông Sáu ơi đau chân không? Ồ cái chân của mình bước lên chỗ đó chịu không nổi mà ông Sáu ông bước chân không luôn á. Anh Trí chịu nổi không? Quen rồi cũng chịu hơi nổi à. Giờ cẩn nào mấy vậy hết trơn rồi. Đây anh Trí bắt đầu dở ra khai trương nè. Đúng đó. Trời ơi. Dính không? Còn đâu 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 ép à ồ bò vô đó ha bò vô rồi từ mồi đó bỏ luôn ha bỏ luôn rồi ủa nó vô đường nào anh vô đường không này nè à nè thấy không bò hai bên bắt đổ nó ra đi đó đổ ra đi rồi thấy ấy ra con nhỏ quá bắt không gì con nhỏ quá bắt không à nhăn bỏ luôn ha ủa mùa đi khỏi nữa mọi nó dành rồi mất rồi đẳng cuốn cái đổ nó vô à bỏ vô đi móc lại đầu trước đi cái đầu dạ ừ con này ăn ăn cái mình nó hay là ăn cái ăn mình nó càng cũng được càng đó con này nó nhỏ mà con nghĩ nó dễ kẹp gách lưới ha à. Con này ghẹ gành này nó hung lắm. Hung lắm hả? À. Lá này lá gì không sao? Lá cốc. Cây cốc của mình hả? Không, cây cốc rừng. À. Chứ phải cốc trái của mình. Kiếm một con cua đâu phải dễ đâu. Ồ nó kẹp tùm lum á sao gỡ được không sao? Nó mau quá. Nó kẹp á nha, càng bán nó. Họ mà rất nó ấy rồi vừa ghế vô là bị nó kẹp liền. Có máu. Có máu luôn. Tổng cộng hôm nay là bao nhiêu cái không sao? Nay cũng gần cả trăm cây rồi. Chín mấy cây. Mưa lắc giấc á. Thank you.
sao không đặt thấy còn mồi hoài ta, hôm nay thất thu sao ta? Lâu phải nó ăn hết mồi là mới trúng à. Ồ hai con. Lấy cái này. Cái này không lấy. Con này nhỏ nhỏ cũng 70.000 ký không sao? Con này hả? Con này bán ta không có mua. Ờ con này không mua sao bắt? Nhưng mà bắt còn bán lẻ. Ta ăn á. Dạ. Chứ bán ở ấy là người ta không mua hả? Ừ, vừa nó mua. Ồ con cá luôn kìa. Con cá gì không sao? Cá bạc cọ. Cá là. Con này con gì không sao? Gành. Con này là tao mua đó hả? Không. Không phải dễ ăn đâu, nãy giờ chưa có tiền rồi đó. Thả nó đi, thả nó. Dạ. Cá này gọi là cá mặt lọ hả? Ừ. Ôi. Cái con này cũng lộ được không? Quá xấu rồi. À, cái quá. Là mấy con dạ gành này là người ta không mua. Bán lẻ ăn rồi. Có không anh? Trời ơi. Má này cái quá trời vô trời. Dạ. Dạ gành thôi. Ờ vớt này là ông Sáu bỏ đi dưới hả? À cua này có tiền mà. À con cua cúm này ha. Con cua càng cúm. Này là 70.000 ký. Đó gỡ cái gì thào thức. Này mở này hả vậy ông Sáu? À mở cái đó gà. Đây con này nè. Cái càng nó bự như thế này nè. Là mới có tiền. Con càng cúm thì con biết mà. À, ở đây ta kêu cua đá mà. Nó cứng ngắc luôn sao? Nè ông Sáu mở đi. Đây là có tiền đúng không? Nè ông Sáu. Ôi rồi nó thịt nó ngon không Sáu? Con này thịt nó ngon không? À. Con càng chín nè, con càng chín mà, cũng là thịt nó cũng ngon, có nhà hàng mà kia đó, mới biết cách bắt càng cúm luôn á, dạ gành này là không có tiền, bán lẻ tờ 30.000 ký. Nó đeo rất là chắc luôn. Con này nó có cắn không sao? Nó kẹp chưa? Kẹp không? Kẹp. Nó nè. Nó này gọi là nó cúm. À. Gọi là mình cầm nó là giống như là nó chết á. Nó cũng co lại cái đầu không đâu. Dạ. Nhưng mà mình thả đúng đầu. Mình thả ra là nó đi bình thường luôn á. Thả ra đi.
nó giải chết đâu sao. Hàng chi là cái bên của nó là cái bên càng cúm. Đây là một hình thức ngụy trang của con này. Mình cầm nó giống như con này chết rồi nè anh đi. Cúm là cúm lại cũng nó xuống nước nó dữ lắm, nó lẹ lắm. Con đó là không bằng ở đâu. Mấy con này không bằng con này hả? Nó là con áo và mấy con đó không đâu dám vô đâu. Ồ vậy hả? Cái càng nó to khỏe ha. Nó kẹp mấy con bên kia luôn. Mấy con này nó kẹp quá mà chết luôn á. Nè cô bác anh chị thấy không? Đó, nó để nó cúm thời gian là chết vậy. Ờ. Thời gian là một cục đá. Nhưng mà thật ra là nó còn sống nha. Đây cây rồi. Nè anh Trí. Cái càng nó đang nổi kìa. Nó em gu vậy không sao? Dạ. Hả? Nói vậy đó. À nó này người ta nó cúm lại, nó co mình lại, nó không cử động bất cứ một cái thành phần nào cơ thể nó. Nên là nữ người ta gọi là nó gọi là càng cúm. Nhưng mà đây là một hình thức ngụy trang của nó thôi. Ngay cả đưa nó cũng không kẹp anh Trí. Không. Nó cố coi nó kẹp càng lại rồi đâu có kẹp. Đó, bỏ xuống đây nè. nó đâu qua mặt được mình ha. Ôi, sau khi bỏ nó vô nè. Đó. Nó. Ôi dạ. Con gà gành này kẹp cũng dữ lắm mà. Nha. Yeah. Vô con này ăn cũng ngon lắm á. Gành gan me rồi kia ngon lắm. Rồi luôn. Không có tiền luôn. Có không? Đã rồi. Nó đặt cúng nhưng mà đặt đưa con vô trong đó thấy không? Già không biết mày không. Không ấy dữ rồi, không nói mình. Hay là đưa cho ông dính nó lại. Đó, hai em. Đâu? Đó, một em đang, một em ấy. Cúm à? Ừ. Cua leo. Cua leo hả? Ừ. Ủa, cua đâu phải cua leo chứ không phải cua đá hả? Cua leo. À rồi. Con này cua leo không sao? Nó cũng kẹp lắm đây à. Không có leo khác cua đá nữa hả? Ừ. Cua leo là không có tiền luôn á. Ô, má giòn. Giòn xanh ở dưới kìa. Đâu? À. Ủa, con này là con cua đá hả? Là càng cúm á. Là ông sáu phân biệt được hết à? Cua leo, cua đá. Cái này giáp mấy bao nhiêu không? Rất lặng. Còn đó hả? Ồ nó bám chặt chưa làm sao? Quá vô không chặt cổ. Không sao rồi, nó bám chặt quá. Năm số con này là không có tiền nữa hả? Không có tiền. Rồi nó vô trong đây nè, con quỷ. Ấy da. Lộn. Thầy. Còn nãy cây chứ. Giờ mình lựa ra không sáu thì mình vô bán liền hả? À, tới đây hết rồi ơi. Hết rồi. Vô là bán liền không sáu? Vô bán liền. Lát đi bán luôn hả? Lát chạy đi bán luôn hay không sao? Ồ, đâu. Ồ. Ồ, con này trời. Nó càng bự luôn ha. Ồ. Con này con khổng lồ luôn á. Khổng lồ luôn. Ha. Nắng của bác của anh chị thấy hả? Ghê không? Ôi ôi, nào không xấu rồi.
Ủa bự thì không sao? Đưa con cầm mới coi nó cúm lại chưa sao? Cúm lại chưa? Con này nó mềm. Bấu ngang qua đây nè. Ai bóp ai cạn nó lại gì? Trời ơi trời. Ô đây nữa. Vô luôn, vô luôn. Vô luôn ông Sáu ơi. Đây vô rồi. Bội thu rồi. Anh Tý hết than thở rồi. Thế anh Tý. Rồi con này nè ông Sáu ơi. Mỗi lần gỡ là có con cá này nó bị mắc kẹt à. Nó lội nó sắn nó vô. May mắn rồi là thả cho mày đi. Con cá nó ăn được không sao? Không. Cá mặt lọ hả? Nhưng mà tại mình không ăn đó chứ sao ăn không được. Tại mình ra đây mình không có ăn. Lúc đó thì những con cây đó mày gặp cái con cắn cúm bự nhìn mê ghê á. Trời ơi. Ôi nó đưa càng nó càng. Rồi cho con coi, không sao rồi. Không anh. Có cái đứt mồi đó. Vậy là không tiền. Có không anh? Có tiền nhỏ. Nó nữa không sao? Ai. Con cá bóng nữa kìa. Ồ, con cá này đâm nhất đó mấy ngào ơi, quá cá luôn. Cái nào? Cái gì à? Cái này đâm nhất. Cái này đâm nhất hả? Ủa giống cái gô vậy hả? Ồ nhức nhìn cá chốt không anh? Nhức cả cá chốt á. Ồ nhìn cá chốt nữa. Vậy hả? Ôi ôi. Kìa ông Sáu. Ủa cá này gì mà đâm nhức dữ hơn cá chốt hả? Cá này nè, cá này nè. Cá này. Ủa cá này không phải. Má nãy đặt chơi đây thử cái mà không có luôn. Con cá này là con cá gì anh? Cá hồ, rạn hồ. Cá này cá gì? Cá gì không sao? Cá biển. Cá này ăn được mà. Được. Thấy con mồi mạo hiểm. Ô, thật quá. Nghe chơi trong tối rồi luôn ha. Đúng không? Có. Ồ. Được một con nè. Con. Ừ.
ổng vợ dính con bự như thế nè, hôm nay vợ nó có không? Chú chờ kìa. Ở ngoài à? Ở nó trong chứ. Rồi, chết chết. Buồn thử, buồn thiêu. Cô bác anh chị, sau một thời gian đi thăm hơn nữa cái gặp của ông Sáu với lại anh Trí, thì Bùi Hồ cũng lên cái tảng đá trên này để mà ngồi đợi ông Sáu với anh Trí thăm tiếp. Tại vì ba người đi á, cái cảm giác mà cái chiếc xuồng á, cái chiếc bè đó đó cô bác anh chị, Bùi Hồ lên cảm giác nó rất là trông trên. Và lúc nãy thì không có ông Sáu, còn ba người đó thì nó rất là chặt cho mọi người. Và một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Bùi Hồ rất mong cô bác quý anh chị xem, like và chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ Bùi Hồ để thực hiện những video clip tiếp theo. Và hình ảnh sau lưng Bùi Hồ đó chính là ông Sáu với lại anh Tí đi thăm những cái gặp của mình. Và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo về Kiên Giang nha. Sau một thời gian thì đi với anh Trí với lại ông Sáu, hôm nay là bị thất thu rồi. Và theo chia sẻ của anh Trí thì hôm nay gỡ lỗ tiền mồi và lỗ tiền xăng để chạy ra hòn đá lửa như thế này. Nói chung là buồn ha. Buồn không? Buồn không? Buồn chứ. Ai mà không vậy, ai mà đặt đồ mà không có đâu. Dở khó sẽ buồn chứ sao. Dở muốn hỏi luôn à. Dở muốn hỏi. Ôi buồn quá. Ở xin chào cô bác với anh chị. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị lên hết này là lên ghe về. Ha. Sau thời gian là 9 giờ cho đến 2 giờ chiều. Và đây là thành quả cuối cùng. À, gồm cúm với lại ghẹ gì? Con gì? Ghẹ đá. Khoảng 1 kg cúm thôi. À, bây giờ lên tàu về thôi. Và 6 với 6 với anh Trí là chia sẻ là hôm nay là thất bại rồi.